Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và phải nói là hôm nay là một cái ngày mà mặc dù là đã trôi qua một cái ngày rất là đặc biệt, nhưng mà với chương trình thì nó vẫn còn một cái dư âm nào đó. Và chắc chắn là quý vị khán giả khi xem chương trình Vợ Chồng Son cũng đoán biết được rằng là chúng ta vừa trải qua ngày gì rồi, phải không nào chị Vân? Ngày 20 tháng 11 đúng không? Đó. Hôm nay là ngày 22 tháng 11 quý vị ơi. Ngày 20 tháng 11 là một cái ngày mà bất cứ trong chúng ta ai cũng có một cái khoảng thời gian gắn liền với ngày này và mỗi năm. Đúng rồi, đó là tuổi thơ. Đúng rồi, tuổi thơ, ngày nhà giáo Việt Nam. Thì hôm nay chương trình á cũng rất muốn gửi một lời chúc tốt lành đến tất cả những cặp vợ chồng son làm thầy cô giáo, làm đúng thầy không? Cô giáo. Đã từng tham gia với chương trình, và cũng xin gửi lời chúc sức khỏe với tất cả những cặp vợ chồng chưa tham gia chương trình nhưng cũng làm nghề nhà giáo. Chúc tất cả các bạn có một sức khỏe và lúc nào các bạn cũng cháy bỏng cái lòng yêu nghề đối với cái nghề nghiệp mà mình đang theo đuổi. Gọi là tất cả mọi người đều cảm ơn các bạn khi các bạn gọi là làm một cái sự nghiệp rất lớn là trồng người ha. Và không riêng gì tất cả cặp vợ chồng son khi tham gia chương trình đang là thầy cô giáo, mà xin chúc cho tất cả những thầy cô giáo ở trên toàn lãnh thổ Việt Nam luôn luôn lúc nào cũng đầy đủ sức khỏe và mãi mãi là một người thầy, một người cô cao quý trong lòng tất cả học sinh. Và hôm nay chúng tôi cũng mời quý vị hãy cùng theo dõi lại một số hình ảnh mà trong đó các cặp vợ chồng son khi xuất hiện trong chương trình này, đó là những thầy, những cô, những người giáo viên khi mà tham gia chương trình của chúng tôi. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn hãy cùng xem lại những hình ảnh vô cùng dễ thương của các cặp vợ chồng làm nghề giáo đã từng tham gia trong chương trình Vợ Chồng Son. Hơn 2 năm phát sóng chương trình Vợ Chồng Son, đã có rất nhiều cặp vợ chồng là những người thầy giáo, cô giáo và giảng viên đại học tham gia trong chương trình Vợ Chồng Son. Và nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chương trình Vợ Chồng Son xin chúc các thầy cô giáo đã từng tham gia chương trình luôn hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Cảm ơn em. Bài hát lãng mạn yêu của anh đã mang đến phút giây diệu kỳ, cho nụ cười hé nở trên môi, cho cuộc đời một sức sống mới. Cảm ơn em, tình yêu của anh. Hôm nay trước mặt chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán giả cũng như chương trình, anh xin lỗi em vì nào giờ chưa nói được lời. Những lời nói ngọt ngào. Anh rất là yêu em. Wow! Trời ơi! Lúc đó thì chúng em giống như là gọi là số 10. Lúc đó em có 47kg thôi, nên em đi chung cổ thì nhiều người nói sao tụi bay giống như số 10 quá, nói bù trừng mà tốt. Những câu chuyện hay hước. Phương án đầu tiên là đánh di tích, các cái phía sau là tấn công bất ngờ. Anh này rất là bền bỉ, tức là đánh từng ngày từng giờ luôn. Đánh 3 tuần thì gây thương nhớ rồi, sau là thôi chuyển sang những chiều cưa độc đáo. Giai đoạn 2 là đi sâu vào lòng địch. Đi chơi thì ảnh nói chuyện cọc lóc mà hỏi gì nói đó. Thì em nghĩ là em cũng có người theo đuổi mà em nói chuyện cũng dễ thương. Tại sao là mình vậy mà tự nhiên nói chuyện với mình cọc lóc à. Về nhà em quyết tâm là em cưa cho bằng được cái anh này. Nếu như cưa mà dính ổng rồi có bỏ không? Cưa dính rồi bỏ. Chứ không có là ý định lâu dài. Kép của nào trời trao của đó đó. Tức là em còn nhớ là cái ngày hôm đó là ăn cơm cùng á. Thì mọi người mới trêu. Thì anh này anh làm một câu đó là thôi thương ai cũng vậy thì thôi lấy anh đi, cứ nghĩ là giỡn thôi, đùa thôi. Thế ai dè cái lấy thiệt. Mới đầu em cũng không có chấp nhận đâu, em thấy ông này anh trẻ tuổi hơn rồi lo sợ nhiều thứ lắm, nên là không có muốn quen. Nhưng mà kêu ảnh hát cho em nghe cái em tưởng là không hát, cái tự động cái hát cái làm em cảm động. 12 giờ đêm em lên nóc nhà người ta, em phải hát cái giờ em nghe. Trời ơi, những ấn tượng khó quên. Sổ ầm ầm. Đây rất là đẹp, có một cô gái là cứ ngồi trước cửa nhà xõa tóc dài, mà lúc đó tóc quăn da trắng trẻo lắm, thì giống như là một hình ảnh của một cô bé người Liên Xô vậy đó. Dáng đã đẹp rồi mà cái khuôn mặt cô đó này phúc hậu. Ôi trời ơi, mà nụ cười duyên dáng. Tình cờ em từ trên lầu đi xuống, vợ em thì lúc đó là đọc truyện tranh, mà tóc thì lúc đó là để dài, tóc xõa ngang vai, rồi miệng cười tủm tỉm. Thời mà tụi em tìm hiểu nhau á thì một tuần em chỉ gặp vợ em có một buổi. Những lúc mà em bận em xuống trễ hoặc là em có việc bận đột xuất
xuất thì vợ em cũng không có nặng nhẹ gì luôn, nói chung là tuyệt vời. Vợ em tốt nghiệp xong rồi thì em mới hẹn với bạn em là giống như mình đi chơi uống nước cà phê, cái sau quá trình đi chơi cái mình thấy là cái cô này có vẻ như hợp với mình thì cái bắt đầu cái mình mới tìm cách để mình cua. Khi mà em gặp ông xã em á là lúc đó em đang học lớp 10. Còn ông xã em hiện lúc đó là đang là giáo sinh thực tập, thì ở thành phố về tỉnh để thực tập, cái là coi như em bị tiếng sét đầu tiên á, ái tình đầu tiên thì, tình đó. Dạ, chồng em đẹp trai quá. Em thì nói chung là em tương tư anh này dữ lắm. Em sai anh ở ánh mắt, mà ánh mắt của chồng em thì to mà có sức quyến rũ kỳ lạ luôn. Nhưng mà anh này có một cái vẻ bề ngoài đó, nó hơi lạ so với người khác. Dạ, cứ ngâm ngâm nhìn nó như là dưng hay lúa nên là em cũng hơi thấy là lạ, là em để ý. Em thương vợ em, cái gì em cũng làm hết, công việc nội trợ trong nhà là em hết. Trời đất ơi. Dạ. Lúc đó các em mới nói lại là 3 năm xa cách, 3 năm ngày mong tinh nhạn, đêm nằm nhớ nhau. Dù không nên nghĩa chầu cao, nhưng mình vẫn phải như cao với chầu. Hồi đó đi tán vợ là bằng thuốc, cứ mỗi lần nghe vợ bệnh là gom nguyên tủ thuốc tây xuống nhà. Cũng hiệp thà, thì từ đó thì mến. Nhắn tin nói là hôm nay rất anh rất hạnh phúc và vui khi được đi với em và được nắm tay em. Không ngon hút của em. Dạ. Xấu lắm chị, để đầu đinh, chị thích ông này rồi. Mà vậy mới được vợ mà không đâu hết hả? Vậy là cu ghi. Tướng con đẹp trai nha, ngon á.